Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Cờ Tướng Việt Nam. Hôm nay kênh Cờ Tướng Việt Nam xin gửi tới quý anh chị và các bạn trận thi đấu giữa hai kỳ thủ Lại Lý Huynh của Việt Nam và Mạnh Thần của Trung Quốc. Đây được đánh giá là trận đấu rất khó khăn cho Lại Lý Huynh của chúng ta. Mạnh Thần ở thời điểm hiện tại phong độ rất mạnh và rất khó để vượt qua. Chúng ta cùng theo dõi xem Lại Lý Huynh sẽ thi đấu trong trận đấu này như thế nào. Trong trận thi đấu này, Lại Lý Huynh được cầm đỏ đi tiên và Mạnh Thần cầm xanh đi hậu. Bước vào trận đấu, Lại Lý Huynh đóng ngay trung pháo. Mạnh Thần lên mã. Lại Lý Huynh tiến binh 3, hình thành thế trận pháo đầu ép binh 3 sở trường. Mạnh Thần cũng không vừa, ngay lập tức đóng trung pháo để đối lại. Lại Lý Huynh lên mã. Mạnh Thần cũng tiếp tục lên mã, hình thành thế trận đối công. Huynh nhảy mã ra biên, chuẩn bị xuất động xe. Thần ngay lập tức xuất động xe để công kích pháo. Huynh bình xe sang để giữ pháo. Mạnh Thần tiến xe quá hà, dùng xe nhằm vào truy kích tốt. Huynh bình xe sang xuất động ngay với xe bên cánh phải. Đến đây, nếu Thần lựa chọn phương án dùng xe ăn thẳng sang tốt thì Huynh có thể bình pháo ngũ sang để củng cố lại hình cờ. Thế trận sẽ tương đối cân bằng. Tuy nhiên ở đây Mạnh Thần lựa chọn biến lên tốt để mở thông lộ mã. Một nước đi tranh tiên để xuất động quân. Huynh ăn tốt tràn tốt sang. Thần bình xe sang để truy kích tốt và đưa xe xa một vị trí đẹp. Huynh bình xe sang tránh. Đến đây mã không thể ăn lên vì xe còn đang nhòm pháo. Tiếp tục Mạnh Thần bình xe sang giữ pháo. Huynh nhảy tiến tốt lên. Mạnh Thần thoái xe về một nước. Huynh tiếp tục tiến xe quá hà, mục đích chuẩn bị bình tốt sang để đè mã. Mạnh Thần ngay lập tức nhảy mã lên để tránh. Huynh thoái xe về. Mạnh Thần lên sĩ để chống không cho tốt tiến xuống tiếp. Huynh tiến xe 1, chuẩn bị bình xe sang lộ 4 để công kích mã của đối phương. Mạnh Thần đưa pháo lên kỳ hà. Huynh ngay lập tức dùng mã nhảy lên để truy kích pháo ngay. Mạnh Thần tiến xe 1 để ngăn cản. Huynh bình xe sang giữ mã. Thần tiếp tục lao mã tới dùng pháo để truy kích ngược lại xe. Đi tranh đấu ở trên hà của hai kỳ thủ rất quyết liệt. Huynh ngay lập tức tiến xe lên để hỗ trợ, tiến pháo lên hỗ trợ, dùng pháo truy kích xe của đối phương. Đến đây rất có thể sẽ đấu quân. Mạnh Thần dùng xe ăn mã. Huynh ăn lại xe và Mạnh Thần dùng pháo bật lại xe của Huynh. Huynh tiếp tục dùng pháo vật lại mã. Đến đây hai kỳ thủ đã đấu một xe và một mã. Mạnh Thần thừa cơ dùng pháo vật lên tốt. Huynh bình pháo ngũ sang để kẹp pháo của đối phương. Với thế kẹp này, pháo đen không có đường để di chuyển. Nước sau,
Huynh có thể thoái xe 1 để bắt chết pháo. Đến đây, nếu mạnh thần lựa chọn phương án vật pháo sang tốt để bảo toàn, không cho xe thoái xuống, thì Huynh có thể đi tiến pháo lên 2 trượng, chuẩn bị vật vào tốt đầu và pháo còn đang nhòm xe. Đến đây, thần buộc phải lên tượng và xe chỉ việc bình sang để bắt chết pháo. Nước đi chắc chắn sẽ bị chết con pháo của. Vì vậy, nhìn thấy nơi đấy, mạnh thần tiến xe lên kỵ hà, Huynh thoái xe về một nước để bắt pháo. Mạnh thần thoái pháo về, Huynh ngay lập tức ăn pháo của đối phương. Mạnh thần tiến tốt để mở đường cho mã tiến lên, Huynh ngay lập tức thoái mã về, mục đích muốn đưa sang đây để muốn đưa sang cánh phải để hỗ trợ cho cặp pháo xe pháo đang bị giằng. Mạnh thần lao mã lên, Huynh không chạy tốt mà tiếp tục nhảy mã sang. Đến đây biết không thể sang để nhảy mã sang được, cho nên mạnh thần lên tượng để củng cố hình cờ. Huynh dùng tốt ăn vào tốt ngũ. Mạnh thần rời xe sang lộ 6 để ngăn không cho xe mã nhảy sang. Huynh bình xe sang để cởi thế cô. Mạnh thần tiến pháo lên 1 để chia cắt xe mã. Huynh ngay lập tức bình pháo sang, dùng pháo nhòm mã. Thần rời pháo đầu vật sang tốt. Huynh tiến xe lên hàng tốt của đối phương. Thần tiếp tục chiếm ăn tốt để chiếm thực lợi. Tuy nhiên đến đây, Huynh quyết định dùng tốt ăn thẳng vào tượng, phá thế phòng thủ của mạnh thần. Thần dùng tượng ăn lên và lập tức Huynh đóng trung pháo để hình thành thế công sát. Thần buộc phải xuất tướng. Đến đây Huynh bình ngay pháo vào để vỗ mặt chiếu tướng. Thần buộc phải thoái tướng vào. Huynh tiếp tục lao mã tới. Và đến đây, với thế quân lực bị yếu hơn và hình cờ của Huynh đã dàn ra rất đẹp, mạnh thần biết không thể chống đỡ được nên đã buộc cờ chịu thua và chiến thắng dành cho lại Lý Huynh của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, xin dành tặng một nút like, một nút subscribe cho kênh để có thể xem những trận đấu mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trận thi đấu tiếp theo.